Yo, hello các bạn và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel Siêu Trâm Gaming của mình nha. Và tập hôm nay sẽ là ngày sinh tồn thứ 8 trong series Arca Survival Evolved đảo Pha Lê nhé các bạn. Thì trong tập này mình sẽ đi bắt thêm thú. Với lại mình mới vừa xây lại cái chỗ khu nhà mình cho nó rộng rãi á, có được cái khuôn viên để mà chúng ta để thú ở phía dưới đi, nhìn cho nó đẹp nhờ. Ủa, mình nhớ là hồi nãy ở phía đằng sau mình đây là cái khu mình rào lại luôn rồi mà ta, sao bây giờ nó bị lõm lỗ rồi? Rồi mình hiểu lý do rồi, chắc là vì cái con Nuka Dodo này nó mới vừa nổ rồi. Vãi nồi thiệt chứ, mình mới vừa xây xong cái mình ở đâu? À, do là mình ở xa quá nó lót không tới chứ nó vẫn còn nhá. Mình tưởng là con Nuka Dodo này nó đánh bom liều chết, nó nổ banh cái rào xung quanh rồi. Đấy. Cái dàn thú ở trên kia mình kéo xuống dưới rồi đó. Phía dưới đây là chỗ mà ngay dưới chân nhà mình thôi. Đấy, nhà mình phía trên đây thì nó an toàn hơn, không có bị mấy con Nukado này nó đánh bom liều chết ở trên đây được. Với lại đẻ thú ở dưới cho nó đỡ giật cũng được. Khỏe. Rào hai lớp mà ở trên đây là có một lớp bảo vệ rồi. Đó, nhà của mình thì mình cũng mới vừa lợp mái luôn. Nhưng mà nhà thì nó vẫn hình vuông nha. Không, hình như là hình mình không biết hình vuông hay là hình chữ nhật nữa, mình cũng chả đếm là chiều dài chiều rộng là bao nhiêu, nhưng mà nó cứ vậy đó. Nhưng mà ánh sáng nó cứ chiếu vào thì nó sáng thôi, không sao cả, mình xây cái nguyên liệu bằng kính mà ánh sáng lọt qua cho nên nó được sáng sủa đó, không có bị tối tối như là nhà đá. Rồi để xem coi cái kho mình thì mình mới vừa dọn xong rồi nè, mình thả mấy con thú ra đây. Cái con Golden Dodo này khi mà các bạn để cho nó ở chế độ Wandering á, khi mà nó đi vòng vòng thì nó sẽ gì ta, kiểu nó cho mình lọ kinh nghiệm nè, hoặc là cho cái golden treat đó. Rồi rồi sau mình có một vài con là nó cần cái golden kibble đó, mình lấy mình tem nào để xem coi. Ui, tập trước mình làm kibble apex nhưng mà hình như là mình không có đi bắt cái con apex nào đúng không ta? Cái tèo thiệt. Ở đây nè, đó mình chế bốn cái kiếp bộ bác nhưng mà mình quên bắt nào luôn à. Do là thấy mấy cái con kia tùm lum con thôi, mình thấy con nào mình bắt cái con nó trội rồi, xong rồi quên mất tiêu mấy con Apex là mình cần đi tìm luôn à. Có chướng Apex thì mình mới làm được cái kiếp bộ special nè, rồi Fable rồi lên Omega ấy già. Thôi tạm gác cái vấn đề tem mấy con này qua bên đi, tại bây giờ mình đi một vòng mình xem coi. Ủa, cái con Terry mà tập trước mình có nói là mình định tiến hóa nó lên cái gì nhỉ? Đâu rồi cái con Terry của mình đâu rồi? À, là cái con này làm sao để tiến hóa nó lên được cái hệ Rim ta? Hệ rim hình như là mình bỏ rim loot đi trong người nó đúng không? Phải không nhờ? Bạn nào nhớ cái cách tiến hóa không? Mình quên mất tiêu cái cách tiến hóa rồi. Để mình xem này coi, cái rim loot mình là còn bao nhiêu vậy? Ủa, rim loot thiếu nhiều lắm, như vậy là bây giờ để xem nè. Mình chắc là mình phải chế một cái bàn đi tìm thú để mình đi bắt mấy con bọ về. Cái bàn tên là Tramiter á, ở trong đây không có, phải làm cái bàn tách trước. Element Aya, mình nhớ là mình có element mà ta. À đây này có 100 mấy nè. Element làm cái bàn tách replicator. Ui, hồi nào phải đi farm mấy con tác kiếm element thôi, nhà mình thiếu cái nguyên liệu element rồi, để cái này ở ngoài đi ha. Ây da, không không được à, không đủ ô à. Để mình để lên phía trên đi coi được không. À được 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 được, cái này để được, để ngoài góc đây dễ tìm nè, đúng là dân chơi mà. Đây, mình
sẽ làm cái bàn transmitter này. Ui, bàn transmitter này mỗi cái nó cũng cần phải tầm 40 cái element cơ. Phải tèo. Thôi, phải đi tìm bắt cái con nào có element thôi. Rồi, cái con bướm mình đâu rồi ta? À, đi. Thỉnh thoảng mình thấy nó có hiện cái thông báo là mấy cái con tag parasaur, cái con nó giết xong là nó sẽ cho mình được kha khá mấy cái element đó. Ui, từ nha, từ nha. Ở đây có một cái con Triceratops nè, Rim luôn. Uầy, đã vậy ta. Bắt không nhờ. Ở nhà mình Chike là có Lightning nè, có robot nè. Đấy, có hai con rồi. Ủa, dưới nhà, ủa ở đây có một con Spiridon ngay ngay phía kế bên nhà mình luôn nè các bạn. Rồi. Đồ, cái con bạn nào kêu là cái con này có skill tự hủy nha, cái con Spirit Dodo với lại cái con Chao Dodo nữa, là các bạn thấy lượt tôi bồ nó chút xíu đúng không, nhưng mà nó nổ cái một là chết ngắt à, quá nồi lắm. Từ để mình bắn xỉu cái con này trước rồi đó. Ô mà con này tem bắt siêu mà, trời đất ơi, nó có một ca máy tôi bồ thôi, nhưng mà khi mà nó xài chiêu là nó cũng tự chết luôn á. Nhưng mình chưa có đụng được con đó. Trời ơi, thật tiếc gì kìa. Cứ mỗi lần mà mình bấm quay video lên là nó bị tối hù như vậy nè. Quá tèo thì chứ. Gì đây? Tắt parasol nè. Cái con này thì lấy electronic chứ không có element nha. Element là cái con tắt parasol khác kìa, của cái mod AG á. Từ để mình khuấy cái giường ở đây đi. Mấy con ta le nhầm nữa. Alpha Dodo. Con này được lắc bia. Cái con Dodo kia nó hình như là bên mod AG nó cũng cho mình đồ đồ gì đó. Còn cái con này, cái con Elite này á thì nó sẽ cho mình cái da Asian 2. Còn cái con này thì mình chưa biết nữa. Ủa, thôi thôi cho xin ít thịt coi. Cho xin ít thịt rim đi boy. Về các bạn nhớ là nếu mà muốn lấy nguyên liệu được con đó thì bắt buộc các bạn phải để cho nó ở chế độ wandering nha, thì nó mới tạo ra mấy cái nguyên liệu ở trong người nó. Ví dụ như là con Dodo thì nó sẽ cho mình cái Asian 2, còn cái con mình mới bắt đây mình chắc là nó cho một là chitin, hai là nó cho alpha blood, mình nghĩ là như vậy. Cái con tech parasol hôm bữa là ở gần gần ngoài biển đó, mình nhớ là có một con đó, nhưng mà bữa nay nó đâu mất tiêu rồi. Mấy con đó mạnh lắm á, con đó mấy triệu hay là mấy chục triệu máu lận, chưa biết đánh lại hay không nữa. Nhưng mà với cái sức mạnh hiện tại của mình thì hơi bị khó. À đây 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 đây, cái con này nè các bạn, chính là nó luôn, 42 triệu máu nha. Đó, mình giết cái con này xong là nó sẽ cho mình nguyên liệu element có vẻ là nhiều đó. Cái con bướm này sắp đi bụi rồi ha, vãi nồi vậy. Tạm thời cho nó về nha, để mình đổi con để mình đánh lộn. Alpha Mantis à. Hầu như là mấy cái con mà tem bắt siêu là nó thuộc mod AG á, nhưng mà bắt siêu như vậy thì làm sao mà tem ta? Hay là bắt buộc kiểu như nhờ mình phải mặc cái bộ đồ cỏ rồi ăn. Cái gì vậy? Phải gọi là ăn ăn mấy cái gì đó. Cái lọ thuốc giúp mà tàn hình trước mặt bọn nó vậy đó. Cái con này ồ mình nâng full máu cho ta. 254 máu ừ. Rồi. Kháng nhau một quý nữa. Mình đang cần lemon cho nên là mình phải dùng cái này. Cái con mà
Harry của mình nó đang còn yếu quá đó. Nó farm thì cũng được không có nhiều, nên là mình đâu nghĩ là cái cuốc bây giờ farm vẫn nhiều hơn á. Cuốc xịn mà. Rồi, các bạn thấy con này nó đau không? Đau vãi nồi luôn. Mình phải tìm cách là bắt mỗi con là nó đam to hơn thôi. Con này đam bây giờ có 345.000 là không có là cái vé gì so với mấy cái bọn thú gần đây cả. Rồi có chi kêu cái gì kêu nó cứ ngọt ngọt vậy ta, bạn nào có nghe không? Ấy ở kia có mỗi con DNA dùng bút kìa, thấy không? Được được, tí nữa qua mình tem con đó. Ồ nhưng mà cái con đó thì nó lại cần cái gì ấy nhờ? Instem mít hả? Ăn tốn kém chưa? Rồi, mấy con kia chưa đáp đất là mình cạp luôn lưỡi luôn rồi. Các bạn xem mình gõ một cuốc sẽ được bao nhiêu element nha, xem nào. Bẹp. Đấy, 1003 element luôn. Đồ. Ngon rồi, như vậy là mình về mình có cái element này là mình chế được mấy cái bàn Jammeter nè, rồi đi tìm mấy con thú kia nó dễ hơn nhiều. Phải tìm mấy con Rim Theory á, tay con đó xong mình tiến hóa nó lên hệ Unnow á. Farm siêu đỉnh luôn. À không, bài. Mình đang định bắn nó xỉu xong rồi mình về mình chế đồ á, làm như vậy là tầm bậy. Tập trước mình rút kinh nghiệm rồi. Bây giờ nếu mà muốn bắt con nào á thì bắt các bạn kiểu sao nè. Nên đi ra xa khỏi con đó đi, do là mình đang xài cái mod Eternal nè. Đó. Các bạn mà bắn xỉu nó mà các bạn đứng ở gần á là khi mà các bạn tele về nhà xong rồi tele qua lại là nó sẽ biến mất. Đó, các bạn nhớ điều đó nha. Cho nên là mình bây giờ mình phải về nhà mình chuẩn bị trước. Mình cầm theo một vài cái miếng thịt kia đi. Tập trước mất cái con cua tàng hình là hơi bị buồn rồi. Đây nè, chế mấy cái miếng thịt instant meat này nó tốn vã nồi. Từ từ nha. Mấy cái mít ở đây nó chế tốn nhiều không vậy? Cái thịt này thì nó lại tốn mà rim loot từ cây vãi nồi. Dino hết DNA. Ui chà. Nhanh dữ vậy men. Ủa mấy cái DNA đâu? Ở đây mình còn 1000 mấy lần mà tưởng hết chứ giật mình. Thực cái này nó cần bao nhiêu vậy? 10 cái miếng thịt đó luôn hả? Vãi nồi. Hôm qua bên đây chủ yếu là mình chế cái này thôi. Còn mấy cái miếng thịt này thì ok dễ. Bên này nó chế hơi bị lâu hơn cái kia một xíu. Bên đây thì nó làm nhẹ, nó làm cái miếng thịt này thì ok nè, nó không có bị tốn cái rim loot. Bỏ vô đây cái bị mất rim loot rồi xàm. Bên cái bàn này thì đâu có được, đâu có bị mất rim loot đâu, chỉ có DNA với lại hết thôi. Con này ra tiếp coi. Mình sẽ cho nó một cái cục Lost Stone. Cho nó đứng lại đi, không cho nó di chuyển. Ây da, mà có con này đâu
Ấy đù, con này nó không có xài được cái cục này, phải nội. Mà kệ đây, cứ cho nó chạy lông bông đi. Con này mình thấy hồi nãy nó phát sáng đúng không bạn? Trước khi bắt, nó phát sáng. Tàu di chuyển coi. Di chuyển nè, đó. Trời ơi, làm được có một miếng thôi hả? Vãi nồi vậy. Ở nhà ráp thêm đây, mình cầm cái miếng này qua bên kia mình bắt cái con hồi nãy. Sắp hết thịt đùi rồi. Phải đi farm thêm cái con dùng bút kia. Hiện tại thì cái con DNA thì mình cũng chưa có cần lắm đâu. Mình đang cần một cái con nào mà nó cho mình cái rim loot đó. Cái con đó mới thật sự cần. Cho nên thôi mình khỏi bắt cái con DNA kia nha. DNA kia mình chỉ cần farm thịt cá với thịt đùi về nhà là mình chế được mấy cái đó cũng nhiều rồi. Bây giờ mình cần mỗi con rim loot cơ. Ui, cái con này con trao đô đô ripper nè, né ra tí ăn một chưởng thôi là má nhận không ra luôn. Giết nó mày. Ồ, không có spawn ra con Rimado cho mình nhỉ. Bắt được con Rimado là bao ghê luôn á, bao mạnh luôn. Gì đây? Ấy, ở đây là nơi nó spawn ra con Desert Titan này các bạn. Adu. Ghê vậy. Rồi. Thỉnh thoảng đi nó sẽ spawn ra mấy con Titan này trên map cho các bạn thấy nè, đó, nó hiện trên map kìa, bạn nào thấy không? Desert Titan gần ngay chỗ mình nè. Con gì đây? Alpha Root Model. Tìm con thứ ba này nó xịn hơn đây. Con này chủ yếu là để bắn xỉu tem thôi. Con này đánh lên turbo mà. Ui, cái con Totuga gì đây nè. Con này mạnh như chó vậy. Magmasaur Gigant. Vừa đi tìm mấy con Apex mà đi vừa đi tìm mấy cái con Rim luôn. Eternal Dominus, con cừu của Vít. Mà biết đó, cái con đó nó cũng mạnh lắm nhưng không mạnh bằng cái con đồ gì ta, Demonic thôi. Ây da, cái con Flame này cũng ngon nè. Cái con Spino Flame này á, giết nó xác suất nó sẽ cho mình được cái trứng Flame. Ôi ta, mình chơi Hensu đi nhờ. Để mình lấy cái con kia ra. Farm mấy con này biết đâu nó cho mình quả trứng á, xong mình về mình up nó thành nở thành con. Và mấy con đó là đam khủng luôn á. Mà mình thì mình đang khoái cái con Flame T-Rex cơ. Tại vì cái con Flame T-Rex đó nó có thể là tiến hóa lên Alpha, rồi từ Alpha đó nó lại tiến hóa lên một bậc nữa là Legendary, là cấp cuối á, là con nó là đánh tỷ đam luôn á. Rồi sau mình cần con để mà đánh boss. Con này mình mấy triệu máu được hả? Chơi luôn đi. Tao không ngại mày đâu. Không biết nhân phẩm như thế nào nhỉ? Nhân phẩm mà hên thì nó sẽ tạo ra cái trứng cho mình.
trứng không ta? Ở bên kia mình cũng thấy có một con Spino Flame nữa kìa. Có trứng không vậy? Xuống dưới nước chắc coi. Không có à? Không có trứng rồi, con này không có rồi. Qua bên kia đánh thêm một con nữa coi. Xin có trứng đi. Trứng không ta? Hình như không có đúng không? Không có bạn ơi, xui rồi. Alpha Sarko, Omega Sarko. Cái con Omega đó sau này mình tem nó lấy trứng cũng ngon á. Nè, ở đây có con cá sấu này nó là tem mắt siêu là như thế nào ta, mình không hiểu luôn á. Từ nha. Chắc mình thấy một cái con. Rồi. Mình one shot nó phát một nó chích ngắt rồi, không ra trứng là đúng rồi, vãi nồi. Ồ, cái gì đây? Poison magic của mấy cái lọ này bị lỗi hả ta? Mình nhìn nó kỳ cục vậy. Nè nó bị sức chặt vậy. Mấy con Piranha này ngứa mồm hả mày? Rim poison, rim snow. Poison ngon không ta? Mình đang nghĩ cái, nghĩ cái. Trứng không vậy? Ôi, cũng không có trứng luôn mọi người. Người mình nó bị choáng dữ vậy ta. Ây da. Trời, nó băng luôn kìa. What the heck? Trời, mình bị quẹo cổ luôn á bạn ơi. Không quay mặt phía dưới được luôn rồi. À đây rồi. Không di chuyển được luôn rồi. Quái nồi. Ôi, không có trứng nào luôn hả bạn ơi. Này đi mày suy ra vậy. Trời, nãy quánh một mấy con rồi không được, một con nào có cho trứng luôn à. Nhân phẩm choáng. Thôi, mình lại đi đi tìm con mới vậy. Con này mình đang chăm mấy đam, máu hơi thấp nhỉ. Nâng thêm máu lên này cho chắc, lỡ nó không chết bất đắc kỳ tử nữa. Cái con này nó chế được cái gì trên người ta, bữa giờ mình cũng chưa mò nữa luôn á. Cái này nè, có thịt hư nhưng mà không biết chế ra cái gì nữa. Đấy. Ui, Legendary Reset 560 luôn ạ. Đã gì? Đây nè, ui. Hay là làm một cú nhân phẩm ở đây nữa không các ta?
Ở đây có một đống mấy cái con red này kia nè, red với Indo nè. Giết mấy con này biết đâu nó cho mình quả trứng về ấp chơi nhờ. Ây da, đây có con cá sấu. Ồ, cái con nó level hơi thấp nha, cũng Sida teo à, không ngon. Basilic. Thường, ủa mấy con Apex đổi đâu hết trơn người ta. Gì đây? What the heck? Que vậy? Ôi. ISO ZG. Ôi robot màu hồng nè bạn. Ờ mày chết bà mày này con. Lụm tiền mày hả bưởi. Chết mày chưa? Trời, robot. Robot ISO. Uta Raptor. Mấy con God Manticore này mình cũng muốn tem á, nhưng mà mình chưa có đồ để mà tem thôi. Rồi để mình ghé qua mình tem. Từ từ để xin. Chỗ này có con gì hay không? Con gì đây? Xvino. Ở đây hình như là gần chỗ cái con Scorecrawler vậy đây này đúng không? Con quái thú trong bộ phim con đảo đầu lâu á. Nó nhìn chiến. Indo. Đại bia. Con crawler ở đâu ta? Không nhớ là nó nằm ở chỗ cái núi nào nữa, mà cũng chắc cũng gần gần đây thôi à. Rõ ràng là bữa mình gặp một cái con, nhưng mà mình đâu có giết nó đâu đúng không? Mình để cho nó sống mà. Chứ nó chui bà ở đâu luôn rồi. Đây rồi, đây rồi, đây rồi. Dân chơi nhìn phiết biết ngay con này con gì luôn. Cái con này là một cái con mình rất là cần từ đây về sau nè. Ui da, chói thế. Chắc chắn là kiểu gì cũng phải bắt mỗi con này, sau đó mình tiến hóa lên thôi. Không có nói nhiều. Mình đáp xuống mình. Ủa già, ủa già, ủa già. Trái dữ rồi men. Cái gì đốt đau dữ vậy? Con này bé xíu mà đốt đau như chó. Gì mà tối thui vậy? Đâu, ủa cái con rồng rồi. À. Quấn nhau với con ngựa. Ôi. Ôi à, đâu ra con Titan God đây vậy? Wow, 200 triệu. Mình nghĩ là cái con bờ to gì đó, một cam cam nó chết gần gần đây thì phải. Cho nên nó mới triệu hồi ra cái con Titan God này nè. Mà kệ bà đi, mình chưa có bắt được bây giờ đâu. Trời, hai thằng quỷ này mà bay đâu tới trên trời vậy? Hai thằng quỷ xuống dưới đất được không? Hai thằng nó quấn nhau 800 hiệp trên đây nè, vãi nồi. Trời ơi, khổ vậy đó. Học xuống đất đánh nhau đi hai cha. Tiếp trên đây cao chót chót vậy. Chết mày nè. Ui, bắn đỉnh vãi nồi, nhưng mà bắn rớt ngay chỗ Titan God thì phải. Xịn chưa? Ôi, canh hơi bị ghê. Ôi rồi, con Titan God đã biến mất tiêu rồi. Hay quá. Mình có cầm theo thịt rim không nhờ? À, có luôn. Thế thì mày xong mày rồi. 1, 2 nè. 3 miếng nè. Ok là.
Hai cái con ngựa khùng kia mà dám cắn con bướm của tao vậy, đúng không? Bướm rồi. Alo. Ủa hai ngựa này cắn nhau à? Ủa à, ra ra bướm mình đây rồi. Xôi ôi, bắt được em rồng kia, tí nữa về coi tiêu hóa được luôn thì ngon. Còn nó đi tèm mấy con thú đã lắm. Ê, ê có con Theri độc nè. Phải không ta? Bây giờ mình đang có cái con kia nhưng mà mình chưa có mò cách tiến hóa nó nữa. Reflame Spino. Ôi hồi trước ghiền bắt cái con này phải tèo ra luôn nè. Cái con này nó farm Rain Flower các kiểu rồi cũng nhiều lắm. Nhưng mà thôi chắc không cần đâu, cần là cần bắt cái con Rim kìa. Rim Theri á. Nó tiến hóa lên 2 vector, giống như cái con này nó sẽ tiến hóa lên Unnow vậy đó. Mà rồng Rim nó tiến hóa lên được 5 hệ lận. Tiến hóa lên hệ độc trước để đi bắt thú. Ui, gì đây? Phúc Lộc Thọ hả? Thả ba con xuống kìa. Mình đang bay vào để mình đi tìm thú luôn á, chứ mình chưa có tele về. Uầy, có con rồng Void Wing ở đây luôn nè, vãi nồi. Như vậy là gần đây sẽ có cái tổ của nó đó. Bay hồi về tới nhà luôn. Zombie Poison 1500, wow. Nhà mình có, uầy Dark Griffin. Nà ní. Trời ơi, ở nhà mình giờ quanh nhà mình toàn thú dữ không á, cũng may là mình rào lại bớt rồi đó, cản mấy cái con thú hoang dã này nó tấn công vàng đệ của mình. Để xem coi rồng Rim nè. Ui, tập này bắt được con này là cũng có thu hoạch rồi đó. Go, mình cần luyện level con này trước không ta? Luyện level sau đó mình mới tiến hóa nó lên nhỉ. Hình như là chúng ta nên đó bạn, nên như vậy. Làm cho nó cái yên. Úi trời ơi, một đống mấy cái này luôn. Đó, mang yên vô là các bạn thấy không, nó được hiển thị là 5 cái chế độ tiến hóa nè. Ôi nhưng mà mấy cái này nó cần cái token thì mình phải đi farm mấy cái con Dominus, nó sẽ cho mỗi con như vậy là 2 cái. Ôi nhiều khi mình đi tem cái con bọ dung búc mà token á hơi bị đã, con đó nó cho mỗi lần như vậy là 20 cái token luôn á, là sau này khỏi phải đi farm luôn, hợp lý nhờ. Thử nha. Mấy cái element của mình đâu rồi ta? Thì mình bỏ nhà đúng không? Mình làm mấy cái bàn chén nít thơ cái coi. Đây, chế chục cái đi. Ui, thoải mái luôn. Đặt quanh nhà. Xíu thì mình chế thêm đúng không? Uầy, cái vàng trụ nhà mình đó là đặt để dành đặt cái này là hợp lý nè, mình xây cái phía ngoài ra để đặt trụ còn gì nữa. Vừa y đó, có cái nào là hai cái đó luôn, hai cái nè, ba cái nè, bốn cái nè, năm cái nè, 6 7 8 9. Mình nghĩ cái này làm 20 cái các bạn, làm càng nhiều càng tốt. Đây nè, đây để mình cho các bạn xem cái tính năng của nó là như này nè. Đó,
Ở đây nó giới hạn là 20 cái thì nó sẽ cho luôn các bạn kiểu như là cấp độ nè, đủ thứ hết trơn á, đó cấp độ, tọa độ ở đâu. Thấy chưa? Nè nó ra nó hiển thị cái chỉ số cho các bạn luôn nè. Cho mình bấm vô mấy cái này nó lắc dữ rồi ta. Phải nồi. Làm thêm 10 cái nữa đi. Metal Ingot. Ui ôi. Vãi nồi, một lần chế như vậy tốn 2.500 metal hả? Thôi 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 thôi. Còn để dành mình còn làm đồ chứ. Giàu thì giàu thật đấy, nhưng mà cũng phải mà từ từ chứ. Mấy cái con Ankylo ở nhà nó đốt sắp mặt ra tiêu cho một đốt nhạc hết rồi. Rồi mình có cái lọ heal kinh nghiệm đâu rồi ta? Đây. Nóc một lọ đây. Ui, được có 100 mấy cấp rồi hả? Nó làm thêm lọ đi. Làm thêm lọ nữa đi. Bây giờ là nâng nâng đam trước đi ha. Để cho mình đi farm level cho cái con này trước rồi đó. Con này mình chưa nâng điểm nào đúng không? Rồi, còn lại mình sẽ nâng máu. Đó, các bạn thấy mấy con này máu đam nó đâu có bao nhiêu đâu đúng không? Là được có 7.700% mà do là mình nép đam của mấy cái bọn thú ở đây nó rất là nhiều luôn á. Bình thường á nếu mà nâng đúng thì chắc cũng phải tầm mười mấy nghìn đam nhá, nhưng mà mình chỉnh xuống còn có 0.5 mà bình thường là 1 chấm á, nép đam xuống đi để cho mấy cái bọn thú kia máu nó nhiều, đánh cho nó lâu, đánh nhanh quá thì cũng mất hay. Cái con này cạp được 337, nó cũng tương đương với con Indo của mình nhờ. Con này cần phải luyện thêm level nữa. Bây giờ qua bên chỗ gì à? Mới kêu à? Quầy đi qua bên đảo bên kia đi farm mấy con thú xương á. Chỉ cần giết một cái con đô đô vậy thôi là lên một đống level luôn. Ấy, hình như từ 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 bạn đợi. Ơi mình quên làm cái gì nhờ, cái remote kia rồi. Cái remote tìm thú tên gì ta? À đây đây đây, chỉ cần một tháp thôi. Cái này nó sẽ scan thú. Này các bạn bấm phím R nhá để cho nó đổi chế độ nè, xong rồi các bạn chỉnh sang cái scanner cho mình. Đó, xong rồi các bạn bấm chuột trái cái. Đó, nó sẽ hiện ra cái bảng này. Nó liên kết với lại cái mấy cái máy tìm thú ở nhà mình đó, mình chỉ cần mang theo cái remote này thôi là mình có thể tìm mấy cái bọn kia khỏe rồi. Nè, bây giờ các bạn ghi cái chữ dung bút đó, nó sẽ hiện ra một đống luôn nè, mình cần cái con nào ở đâu. Bây giờ mình cần cái con bọ token đúng không? Đấy, nó hiện ra một đống luôn nè, quá trời luôn. Mình chỉ cần đến mấy cái tàu đồ này mình bắt thôi. Easy đúng không? Về sau này là mình chắc chắn là mình sẽ bắt hết mấy cái con dung bút vào đây, DNA, Dino, Token, các kiểu hết. Để cho nó AFK một thời gian, tại vì series này còn dài mà. Nên là để cho nó tích trữ mấy cái này đi, về sau mình tiến hóa cho nó dễ. 80, 27 à. 80, 27 đúng không? Ôi, như vậy cũng gần cho mình nè. Để bay qua coi. Nó không có kiểu như là đánh dấu chính xác cái con đó ở đâu nha, cho nên là các bạn cũng phải cần một chút cái sự gọi là quan sát á để mà tìm đúng nó ở đâu. Còn cái mod Deluxo kia thì nó OP quá rồi, hiểu không? Là nó ở đâu nó sẽ hiển thị cho các bạn đúng tọa độ ở đó luôn. Chơi như vậy thì cái việc tìm thú của mình thì nó đơn giản quá. Hình như là ở đây đúng không? Con này là, ủa, cái con này là Dino Blood mà. Mình đang cần tìm con dung bút token cơ mà ta, quá nội. Con Dino Blood này chưa cần đâu, chưa cần đâu, chưa cần đâu. Fable. Ở trong mấy cái rừng này tìm nó cũng mệt đấy. Nếu ông ta 80 27 là đúng rồi mà. Mình nghĩ chắc là ở trong mấy cái khu rừng này thôi. Đó cho nên là mình phải kêu là các bạn ít nhất phải cần một chút kỹ năng quan sát để mà tìm chính xác được cái con mà các bạn muốn nha.
80 27 là quanh đây là đúng rồi đó. Có con dino. Ui, khó nhỉ. Trợn cái mắt ra mà tìm luôn á. Thôi. Nghĩa là mình nên kiếm tọa độ khác đi. Khó vãi nồi. Sáu mươi hai hai mươi thôi coi. 62-20 vừa là phía bên kia. Đây 62-20 rồi, tới đây một tới chắc tới một tí nữa. Rồi căng mắt ra tìm nè các bạn ơi. Alo. Ui ôi. Nhưng mà mới nổ cái à đù spirit đô đô. Nó xỉu quắc cần câu rồi nè. Giết mày luôn. Mày hả bưởi. Giết luôn, không lấy gì. Spirit Dodo sau này spawn tại có mà. Giờ mình cũng đâu có làm được cái cục ọt đâu. Rồi, tới mấy cái nơi này, ở đây thêm một con Spirit Dodo nè, thấy không? Nó sẽ bắt được thôi. Giờ chưa cần, nhưng mà cũng chưa có đồ để mà bắt nữa. Đâu ấy nhờ, đâu ấy nhờ. Con bỏ vô bút đâu ấy nhờ. Cơ. Có đúng tọa độ rồi mà sao có thấy đâu ta. Mấy con này nó khùng khùng, nó có bay ra ngoài biển không vậy? Để tìm thì là chết luôn. Bao khó luôn nha. Đôi lúc nó sẽ spawn gần gần nhà mình rồi mình không ngờ tới đâu. Nhiều lúc mà mình muốn kiếm á. Kiếm không thấy. Rồi một ngày đẹp trời nào đó tự nhiên nó spawn ngay kế bên nhà mình. Con người. Lúc đó thì lại không có đồ để mà tem. Đó, bây giờ những cái lúc mình cần thì lại không thấy nó nè. Cay vãi nồi. Mà đi lố cái tọa độ luôn đó. Không thấy nó. Úi dạ. Ủa con này con của mình mà. Ủa sao ở đây ta. What. Cái con này nó lại ở đây. Ủa cái con này là tem bắt siêu là sao nhỉ? Ủa sao lại để con này đứng đây ta? Sao không về nhà đi ra đây đứng làm gì mày? Thấy rồi đó. Lúc nào rảnh thì mình đi tìm quá. Giờ bay một vòng đi vòng chơi thôi. Chơi này bao nhiêu level nữa không nè. Nói chung là tập sau là mình sẽ chắc chắn là bắt được cái con token. Nó giờ tìm khó vãi nồi luôn quỷ đó. Hay là cố gắng tìm trong tập này luôn đi nha. Tại vì mình còn mấy cái tọa độ nữa mà. Múc token. Nên là
41 thử coi. 44 61 à. Dọc là 44 đúng không ta? Ngang là 60 mấy hả? Quá nồi vậy. Nhiều khi bị lú tà độ luôn á. Đây bây giờ 60 mấy đó. Úi rồi ôi, cái con quỷ vu tu roi này nó mạnh như đời tới.